Nga giới thiệu với Việt Nam tên lửa biết lừa mục tiêu. Tại triển lãm Lima 2019 ở Langkawi, Malaysia, Nga đã chào bán nhiều loại vũ khí tối tân đến khách hàng Đông Nam Á và Việt Nam. Theo những hình ảnh được công bố, Nga đã mang đến triển lãm Lima 2019 đạn rocket không đối đất thế hệ mới S-13T được thiết kế để trang bị trên tất cả các dòng chiến đấu cơ và trực thăng do Nga sản xuất. Giới thiệu tại gian hàng, ông Rustam Ismailov, tổng giám đốc nhà máy Novosibirsk cho biết vũ khí này được thiết kế để phá hủy các trang bị quân sự đặt trong hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép, đường băng bê tông các mục tiêu sau chướng ngại vật rắn và tàu đổ bộ nhỏ. S-13T đủ sức mạnh để hoàn thiện nhiệm vụ này bởi nó có khả năng xuyên phá tới 6 mét đất hoặc 1 mét bê tông cốt thép được phủ đất dày 2-3 mét. Đạn rocket có thể phá hủy đến 20 mét vuông đường băng chỉ với một quả đạn. Ngoài S-13T tại Lima 2019, Nga còn giới thiệu dòng tên lửa chống tăng thế hệ mới RPG-30, vũ khí biết đánh lừa mục tiêu khi tấn công nhờ thiết kế đặc biệt của nó. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, RPG-30 được thiết kế theo dạng hai ống đạn kép, gồm một đầu đạn chính cỡ 105mm và một đầu đạn chim mồi cỡ nhỏ hơn. Khi tấn công mục tiêu, đạn giả lập sẽ phóng trước để kích hoạt hệ thống phòng ngự chủ động hay công phá lớp giáp phản ứng nổ trên phương tiện chiến đấu của đối phương. Sau đó, đầu đạn chính mới được phóng đi để tấn công và xuyên thủng giáp chính. Đặc điểm của RPG-30 khi sử dụng cơ cấu phóng trên là hệ thống phòng ngự chủ động của đối phương sẽ nhận nhầm và tấn công đầu đạn giả phóng trước và không có đủ thời gian kích hoạt tiếp khi đầu đạn chính phóng tới. Cơ cấu phóng của RPG-30 rất nhỏ gọn, dài 1,135m. Đây là loại súng chống tăng đầu tiên trên thế giới có khả năng đảm bảo 100% tiêu diệt xe bọc thép, xe tăng hiện tại và trong tương lai được trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến nhất như giáp phản ứng nổ chủ động Yaslen APS. Thành phần của RPG-30 gồm hai ống phóng song song, một ống phóng đạn PG-29 và một ống phóng tên lửa. RPG-30 sử dụng đạn của súng phóng lựu RPG-29 bố trí trước sau chủng xuyên lõm PG-29V. Ngoài ra, RPG-30 còn bổ sung tên lửa, mục đích để loại bỏ giáp phản ứng nổ chủ động. Khi bắn, tên lửa sẽ lao vào mục tiêu và hy sinh dưới tác động của giáp phản ứng nổ chủ động. Bay tiếp sau tên lửa là quả đạn PG-29V với khả năng xuyên giáp tới 650mm, chắc chắn hạ gục bất kể một loại tăng thiết giáp nào. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.